có một loài nước mắm thuần khiết Sinh ra để làm nên sự khác biệt Gói trọn tinh hoa của biển cả tính thức hương vị đậm đà thường hạng Đẳng cấp Sang trọng Là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Melbourne, nước móng hoàng gia đang được phân phối bởi công ty Oxford Foods và bán lẻ tại các siêu thị, phai nàng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Tony Bùi 0481 177 -996. trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt TV, vấn nạn lừa đảo tại Úc đang ngày càng gia tăng, khiến cư dân Úc bị thiệt thòi nhiều về tài chính. Trước bối cảnh các chuyên gia đề nghị các ngân hàng tại Úc nên thử cài đặt một ứng dụng mới từ New Zealand để giảm hạn nạn lừa đảo ngân hàng. Trong đời sống xã hội, những lễ hội âm nhạc tại Úc ngày càng thưa dần về tình hình tài chính khó khăn nên vé không thể bán được. Điều này đã khiến nhiều ca nhạc sĩ giảm doanh thu và nhiều người thậm chí chỉ có thể kiếm được 6.000 đô la một năm cho việc ca hát hàng ngày. Liên quan đến lĩnh vực bán lẻ, siêu thị Coles tuyên bố giảm giá cho 300 mặt hàng kể từ ngày 3 tháng 4 kéo dài đến ngày 25 tháng 6 để giúp các gia đình vượt qua được khủng hoảng chi tiêu. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2024 của Việt TV. Đầu tiên là tin về an toàn đời sống. Úc được cảnh báo nên tuân thủ theo sự dẫn dắt của New Zealand chống nạn lừa đảo ngân hàng. Mỗi năm, người Úc đã mất hàng trăm triệu đô la vào tay những kẻ lừa đảo, thế nhưng một công ty công nghệ hàng đầu của Úc và New Zealand cho biết, các ngân hàng đang bị cản trở bởi lượng dữ liệu lộn lộ xộn trong nỗ lực bảo vệ khách hàng khỏi các vụ lừa đảo. Công ty công nghệ Atomic.io đã thiết lập lời nhắc nhở trong ứng dụng cho các ngân hàng lớn của New Zealand cho biết các ngân hàng tại Úc đang cố gắng tránh xa các hoạt động liên lạc qua email và SMS với khách hàng vì sợ tin tặc hoặc băng nhóm lừa đảo có thể bắt trước nội dung. Thế nhưng theo Atomic thì hàng loạt hệ thống và dữ liệu nội bộ lộn lộ xộn lại đang cản trở các ngân hàng hợp lý hóa cũng như tự động hóa các biện pháp chống lừa đảo. Kết luận này được đưa ra sau khi Atomic.io bắt tay vào một dự án với Bankwest, một chi nhánh của ngân hàng CBA. Giám đốc tiếp thị Atomic, ông Mati Sirois cho biết giao tiếp trong ứng dụng an toàn hơn nhiều đối với khách hàng và nói chung các ngân hàng ở Úc đang ở thế yếu trong cuộc đua để có được phương thức liên lạc an toàn hơn. Theo lời của ông Sirois thì các ngân hàng tại Úc cần phải làm sạch kho dữ liệu mà họ đang có, theo nghĩa là không có chi tiết nào bị trùng lập hoặc không chính xác có cơ sở dữ liệu khổng lồ của các ngân hàng. Và các ngân hàng cũng cần phải thiết lập hệ thống giao tiếp tự động trong ứng dụng vì email và SMS đặc biệt dễ bị lừa đảo. Tuần trước, Westpac đã công bố một bảng câu hỏi mới trong ứng dụng được hỗ trợ bởi AI sẽ xuất hiện nếu một giao dịch đáng ngờ được thực hiện. Nghiên cứu trên 1.000 người Úc và New Zealand do công ty Atomic ủy quyền đã cho thấy khoảng 33% khách hàng đã nhận được email lừa đảo hàng ngày và 64% nhận được ít nhất một email mỗi tuần. Trong khi đó, dữ liệu của Ủy hội Bảo vệ Cạnh tranh và người tiêu dùng ACCC cũng cho thấy Người Úc đã mất 567 triệu đô la vì các vụ lừa đảo trong năm 2022 và mất thêm 476 triệu đô la vào năm ngoái 2023. Tin đời sống xã hội. Một nửa số nhạc sĩ tại Úc đã kiếm được ít hơn 6.000 đô la trong năm tài chính vừa qua. Dữ liệu từ Liên minh truyền thông giải trí và nghệ thuật gọi tắt là MEAA đã cho thấy, một nửa số nhạc sĩ Úc đã kiếm được ít hơn 6.000 đô la trong năm tài chính vừa qua tức là chỉ tương đương 15% của mức lương tối thiểu tại Úc. Trong số này có cả nhạc sĩ dân gian Kimberly Wheeler. Bà Wheeler là một ca nhạc sĩ và đã liên tục biểu diễn trong 30 năm qua với nhiều vai trò khác nhau. Ngoài ra, bà cũng có một phòng thu và thường giúp mọi người thu âm hoặc sản xuất tài liệu của họ. Nhưng để kiếm sống bà phải làm những công việc khác như cung cấp dịch vụ về công nghệ thông tin cho khách hàng Cuộc khảo sát của công đoàn với 550 nhạc sĩ cũng cho thấy hiện tại có rất ít ca nhạc sĩ có thể kiếm sống toàn thời gian từ công việc chuyên môn của họ so với 4 năm trước khi đại dịch xảy ra. Bà Wheeler cũng là thành viên hội đồng MEAA cho biết, tiền bản quyền phát trực tuyến của bà từ năm ngoái chỉ khoảng 7 đô la, trong khi trước dịch tiền bản quyền cho một đĩa CD cao hơn rất nhiều. Cũng theo lời của bà Wheeler thì thu nhập từ việc biểu diễn trực tiếp của bà hoàn toàn không ổn định, vì khoảng một phần tư các buổi biểu diễn là miễn phí, trong khi các buổi còn lại chỉ kiếm được vài trăm đô la cho một lần biểu diễn. Các chuyên gia trong ngành âm nhạc cho rằng, vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến các nhạc sĩ mà còn ảnh hưởng đến các địa điểm nhỏ hơn, khiến việc đàm phán về chi phí biểu diễn trực tiếp càng trở nên khó khăn. Ngoài ra, các nhạc sĩ ở Úc cũng đang bị thua thiệt sau khi nhiều lễ hội âm nhạc lớn đã bị hủy bỏ trong thời gian qua. Tuần trước, ban tổ chức lễ hội Splendor in the Grass cũng đã thông báo tạm dừng tổ chức trong năm nay và lễ hội Grooving the Move cũng đã hủy các buổi biểu diễn trong năm nay với lý do không thể bán vé vì đời sống đắt đỏ hiện nay buộc nhiều người phải thắt lưng buộc bụng và hạn chế chi tiêu cho những sinh hoạt không thiết yếu. Kế đến là tin về một lễ hội âm nhạc nổi tiếng Sydney vừa sụp đổ vì không thể trả được nợ. Thứ tư tuần trước, Tòa án tối cao New South Wales đã ra lệnh cho công ty ITP Music Propriety Limited phải giải thể. Doanh nghiệp này giao dịch dưới tên là New Year's Eve in the Park và đứng đằng sau những lễ hội âm nhạc nổi tiếng tại Sydney, bao gồm cả những chương trình âm nhạc trong đêm giao thừa ngay tại trung tâm thành phố cảng Sydney hàng năm. Tuy nhiên, kể từ đêm giao thừa 2022-2023, NYE in the Park dường như đã ngừng hoạt động vì không có một thông tin gì được cập nhật trên mạng xã hội. Vào thời kỳ đỉnh cao, ITP Music từng tự hào với các hoạt động tiêu biểu như Fly Facilities, Live Cordial and Cut Copy. Tuy nhiên, vào tháng 2 vừa qua, công ty Canos High đã khởi kiện NYE in the Park vì một khoản nợ chưa thanh toán với số tiền không được xác định. Một báo cáo của công ty Creditor Watch mà hãng tin news.com.au có được đã cho thấy, vào tháng 12 năm ngoái, một chủ nợ khác là Bingo Commercial cũng đã khởi kiện công ty âm nhạc này về khoản nợ 14.000 đô la. Sự sụp đổ của NY In The Park là đòn giáng mới nhất vào kỹ nghệ âm nhạc tại Úc, sau khi vào tuần trước, lễ hội âm nhạc Splendor In The Grass đã bị hủy vì không thể bán được vé. Đầu năm nay news.com.au đưa tin rằng một công ty âm nhạc khác của Úc là Blue Pirate Records cũng đang trên bờ vực phá sản vì khoản nợ thuế lên đến 200.000 đô la. Sau đây là tin thị trường bán lẻ. Coles giảm giá cho hơn 300 sản phẩm. Siêu thị Coles vừa thông báo sẽ giảm giá thành của hơn 300 sản phẩm, bao gồm các sản phẩm về thịt, bánh mì và thực phẩm các loại nhằm giảm chi phí sinh hoạt cho các gia đình đang gặp khó khăn. Chương trình giảm giá đã có hiệu lực từ hôm qua ngày 3 tháng 4 và sẽ kéo dài cho đến ngày 25 tháng 6 cho 300 mặt hàng khác nhau với mức giá giảm gần 10%. Thí dụ thì cốt lết sẽ giảm từ 21 đô la xuống còn 18 đô la hoặc bánh mì nhỏ giảm từ 6.9 đô la xuống còn 5 đô la, vân vân. Bên cạnh đó, những thức ăn đông lạnh của công ty McCain cũng đã giảm từ 10 đến 20%. Coles cho biết quyết định giảm giá cho 300 mặt hàng được thúc đẩy bởi nghiên cứu khách hàng qua đó cho thấy cứ 4 hộ gia đình thì có một hộ gia đình đã trữ thức ăn đông lạnh và 61% cho biết họ đã tăng số lượng nấu ăn tại nhà. Do đó giá cả thấp hơn cũng sẽ cho phép các hộ gia đình trữ nhiều thức ăn hơn. Cả hai siêu thị lớn nhất tại Úc là Coles và Woolworths đều đang bị cáo buộc tăng giá trong bối cảnh Ủy ban bảo vệ người tiêu dùng ACCC đang mở cuộc điều tra về giá cả siêu thị. Trước đó, một cuộc điều tra kép của Thượng viện do Đảng Xanh thực hiện cũng đã cho thấy Coles và Woolworths đang kiểm soát gần 65% thị phần bán lẻ. Điều này có nghĩa là lĩnh vực siêu thị đang thiếu cạnh tranh và do đó hàng hóa thường được bán với giá khá đắt. Tin giáo dục Thay đổi trong chương trình trợ cấp thanh niên sẽ cải thiện sự bình đẳng cho sinh viên đại học. Tại Úc, thanh niên khi bước vào tuổi 18 thường được coi là một người trưởng thành, có thể có bằng lái xe, uống rượu và có thể tín dụng. Tuy nhiên, với Centrelink, số tuổi của một người trưởng thành là 22, và điều này đã gây nhiều khó khăn cho các sinh viên đại học từ 18 đến 21 tuổi. Theo hệ thống hiện tại của Centerlink thì sinh viên và người học việc được coi là phụ thuộc vào cha mẹ cho đến 22 tuổi, trừ khi họ đáp ứng được một số điều kiện về học tập hoặc việc làm nhất định. Để được coi là có quyền độc lập lâu dài, các cá nhân phải làm việc trung bình ít nhất 30 giờ một tuần trong 18 tháng trong khoảng thời gian 2 năm cùng với các tiêu chí khác. Báo cáo cuối cùng của hiệp định các trường đại học được công bố vào đầu năm nay đã lưu ý rằng điều này buộc nhiều sinh viên trong khu vực phải nghỉ một năm để làm việc. Ngoài ra, báo cáo của Hiệp định Đại học cũng đã đưa ra một loạt khuyến nghị nhằm cải thiện sự tham gia vào lĩnh vực giáo dục đại học của Úc. Trong số đó có cả lời kêu gọi nâng giới hạn kiểm tra thu nhập của phụ huynh từ mức 62.634 đô la một năm lên thành 68.857 đô la một năm. Theo bà Fiona Nash, một ủy viên giáo dục, thì các quy tắc về tài trợ cho thanh niên gọi là Youth Allowance của Centrelink nên được xem xét lại, đặc biệt đối với những sinh viên ở vùng nông thôn khi phải sống xa nhà để học tập. Những hạn chế mà Centerlink đang áp đặt đối với thanh thiếu niên dưới 22 tuổi là một phần nguyên nhân khiến sinh viên vùng nông thôn không thể theo học tại các trường đại học. Theo hệ thống hiện tại, để học sinh đủ điều kiện nhận toàn bộ số tiền trợ cấp thanh thiếu niên là 639 đô la mỗi 2 tuần, phụ huynh phải kiếm được ít hơn 62.634 đô la một năm. Với mỗi đô la kiếm được vượt quá ngưỡng đó, khoản thanh toán hỗ trợ sẽ giảm đi 20 cent. Theo Bộ Dịch vụ Xã hội, mức giới hạn thu nhập tổng hợp của phụ huynh cho năm 2024 là khoảng 122.000 đô la đối với một gia đình có sinh viên đại học sống tại nhà và khoảng 146.000 đô la đối với sinh viên từ 18 đến 21 tuổi phải đi học xa nhà. Đối với các bậc cha mẹ kiếm được nhiều hơn mức lương này, thì học sinh có thể không đủ điều kiện nhận các khoản thanh toán hỗ trợ, mặc dù điều này có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều hoàn cảnh gia đình và khu vực mà học sinh sinh sống. Cuối cùng là tin từ Việt Nam. Tàu tuần dương của Hải quân Pháp sắp thăm Đà Nẵng. Tàu tuần dương Vendemere của Hải quân Pháp sắp có chuyến thăm xã giao cảng Đà Nẵng từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 4 năm 2024. Theo Đại sứ quán Pháp, trong trạng dừng chân này, các thủy thủ sẽ có các hoạt động giao lưu với Hải quân và Cảnh sát biển của Việt Nam. Thuyền trưởng cũng sẽ tới chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng cũng như các bộ tư lệnh quân khu 5 và vùng 3 Hải quân tin cho hay các hoạt động khác cũng được lên kế hoạch đặc biệt là về phòng cháy chữa cháy, an toàn trên biển, chuẩn bị huấn luyện trên biển về chống ô nhiễm cũng như tìm kiếm cứu nạn, thăm tàu và thi đấu bóng truyền. Tin cho hay kể từ khi khởi hành vào ngày 29 tháng 2, tàu Vandermeer đã tuần tra trên biển và tiến hành tương tác với các lực lượng vũ trang của các nước thuộc hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và khu vực. Tùy viên hợp tác quốc phòng thuộc Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Đại tá Frederick Domas, nguyên là chỉ huy tàu tuần dương cho biết rằng chuyến thăm sau cùng của tàu Hải quân Pháp tại Đà Nẵng vào năm 2015 cũng là tàu Vendermeer. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, cuối năm ngoái, Việt Nam và Pháp tổ chức đối thoại chiến lược và hợp tác quốc phòng lần thứ ba tại Paris giữa lúc Hà Nội tăng cường hợp tác an ninh với các nước phương Tây. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay.